Thể loại huyền diệu, kinh dị trinh thám. Nếu đến hay quý khán giả xin đăng ký kênh mình nhé. Chương 8, cơn mây sấm sét. Tôi và Trương Thiên Quyên cùng đi tới bên cạnh bức tường. Mới chạm tay vào thì đã nghe thấy tiếng bụi tất dơ xuống lã xả. Hóa ra sau bao nhiêu năm tháng không người lui tới, nên này bám đầy bụi bặm. Một lúc bụi dày bám chân đường, tường có lẽ chưa bao chừng tầng mấy lớp bụi có ẩn dấu cánh cửa. Nào đó nghĩ tới đây, chúng tôi chiều mừng gỡ, vội vàng gạt bụi bẩn đi sang một. Bất ngờ phát hiện đường ở bên trong này không được xây bằng nội đá bình thường. Vừa mới nhìn vào đó, tôi đã nghĩ tới ngay những hàng lan cẩm thạch màu trắng ở cố cung. Sau khi dọn dẹp xong, bức tường tôi phát hiện ngoài ra các tường lối giữa những khối cẩm thạch trắng với nhau ra tường có bất cứ khe nứt nào, cũng không có hình vẽ hay chữ viết nào. Tất cả đều lược trắng bóng như gương. Sau đó, chúng tôi còn phát hiện mặt đất có đầy ở đây cũng lược lát bằng những khối cẩm thạch trắng. Bất ngờ, hầm kinh ngạc, hầm nghĩ xem xét tới việc những khối cẩm thạch trắng này từ lâu tới, chỉ nhìn màu sắc thôi đã có thể biết được chúng là loại cẩm thạch trắng cao cấp rồi. Nhưng sau một hồi tìm kiếm kỹ, chúng tôi phát hiện sự thật đúng như nào lời vị tiền bối xương trắng kia nói. Ngoài ô của trời trên đỉnh đầu kia, nơi chẳng còn có tường ga nào khác, Tôn Quyên Quyên tắt bật lửa đi, giữ một chút năng lực để phòng hờ khi cần dùng. Tính ba người chúng tôi lần lượt nằm xuống, đôi mắt nhìn lên cửa hang. Lúc này chỉ to bằng tầm xu, không ai nói năng gì cả. Có lẽ mọi người đều biết ý thức được rằng cả đời này sẽ không thể ra khỏi nơi đây, nên trong lòng không khỏi có chút bi thương. Chừng mười mấy phút sau, Tông Kiên Viên đột nhiên cất tiếng hỏi: tại sao mọi người rơi xuống đây? Con chim quái dị kia đỡ lấy một mình Tiên Giao mà không đỡ lấy chúng ta. Nhỉ, tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, thì nói: có lẽ vì chúng ta quá nhạnh, nhưng lại tại sao nó lại mổ tức chay thần nhỉ? Chúng ta chắc là bắt các cậu xuống đây chơi với nó. Đấy, tớ cảm thấy nó tốt với tớ lắm. Vương Tiên Giao lộ vẻ kiêu ngạo nói: phải rồi, nó tốt thật sự, tốt như thế, liệu có thể nhờ nó chở chúng ta bay lên trên được không nhỉ? Chúng ta đều bị nghĩ suy này của Vương Tiên Giao làm bật cười. Tom Kinh Vi nói: cho dù nó đồng ý thì bây giờ chúng ta cũng đâu có thể tìm nó ở đây. Vừa rồi chúng ta tìm kỹ rồi, từng góc gắt của gian phòng đá này rồi.
Nhưng ngay cả một cọng lông của chim cũng không tìm thấy, chắc nó không sống ở nơi đâu. Mà chạy đi ngang qua, rồi nghĩ lại một tim mà thôi. Cậu từng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Phương Trinh giao ủ gụ, nói, tớ cũng biết như vậy là không thực tế, nên chút nào có điều tớ thật sự muốn rời khỏi nên này lắm rồi. Các cậu gạt tớ một chút cũng tốt mà, tôi cất lời an ủi. Tiên giao cậu từng nôn nóng, ông trời không bao giờ đẹp đường của con người đâu, chắc chắn con chim đó sẽ tới tìm cậu ngay thôi. Phương Tiên Giao nói mong nhà được như vậy. Lời chưa dứt chợt nghe ở phía trên có những tiếng lạc sạc. Chúng tôi liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, thấy chút ánh sáng ít ỏi từ ô cửa sổ trời đã chiếu xuống, bị một cái gì đó đen thui che khuất. Âm thanh càng lúc càng to, ánh trần đã sắp tới gian phòng này. Tôm Kim Nguyên vội vàng tấn lửa lên, nhưng thấy ánh lửa vừa mới hé lên thì thứ đó liền kêu lên một tiếng, sau đó thì biến mất. Các cậu đều nhìn thấy cả rồi đúng không? Tôm Kim Nguyên hỏi Phương Thiên Giao, hưng phấn nói là con chim đó kìa, tới cứu tớ nhất định là nó muốn xuống đây. Cứu tớ đấy, cậu mau tắt lửa đi. Chắc là vì sợ lửa nên nó không dám xuống đây. Cái gì mà xuống tới cứu cậu chứ? Heo, tớ thấy con chim đó chưa to tới mức có thể cõng cậu bay lên mặt đất. Đâu hơn nữa cửa vào của hang động này nhỏ như thế, tôi cắn của nó tôi có thể gian ra hết được. Dựa vào cái móng vuốt bám vào vách đất xung quanh mới có thể xuống được đây ấy chứ. Tôm Kim Nguyên không nhận đã kích suy nghĩ ấu chỉ của Phương Tiên Giao. Vậy là con chim đỡ Vương Tiên Giao xuống đây, con chim mà cậu dẫm chân lên và cùng với con chim mổn tức dây làm tớ bị ngã đều là con chim này đúng không? Nhưng rõ ràng chúng ta đều thấy nó đang xuống đây lại, vì sao tự nhiên lại biến mất thế nhỉ? Tôi muốn nói bằng giọng nghi hoặc. Tôm Kim Nguyên đứng dậy, tôi bật lửa cho. Phương Tiên Giao trầm giọng nói, có lẽ đáp án được làm sáng tỏ rồi. Vân Sơn, cậu cổng tới nào để tới chiều lên trên đó xem thử sao. Tôi ngạc nhiên nói, cậu tới đâu phải là chim, nằm sâu mà cổng cậu bay lên trên kia được. Tôm Kim Nguyên nói, cậu nghĩ gì vậy chứ, tớ chỉ tận đứng lưng vai cậu. Cậu dẻo lên chân đó xem xét tình hình thế nào thôi mà. Tôi cười nói, đây là ý tưởng mà con chim kia đang mang tới cho cậu đấy à. Chắc không phải cậu tận học heo nó dùng mắm bám vào vách đất để trèo lên ấy chứ. Bảo cậu cẩm thì cậu cứ cẩm đi, cần có nhiều lời như thế chứ. Tịnh làm gì thì nát nữa cậu chắc sẽ biết. Thôi, Tôm Kim Nguyên bịch tắt, nói tôi ngồi xuống đất chuẩn bị sẵn sàng nói được rồi hôm nay.
Tớ sẽ làm chu nằm ngủ cho. Cậu cưỡi một lần, cậu trèo lên trên đi. Lát nữa, lỡ có ngã xuống thì đừng có ngã vào nhà tớ là được. Trôm quyên quyên bắn đầu tôi. Bắn lấy đầu tôi, ngồi xổm trên vai. Tôi sau đó bảo tôi từ từ mở tính dậy. Tôi phải dùng hết sức bừng sinh mới có thể tính lên được. Liền cảm thấy tôm kiên nguyên đang vung gãy. Tính trên vai mình, tôi cố gắng ngước mắt nhìn lên thấy cậu ta đưa hai tay trên phía tường dường như đang lần mò tím gì đó. Đột nhiên hai chân cậu ta giẫm mạnh trên vai tôi làm tôi loạng choạng suýt ngã. Sau đó cậu ta bám vào vách thang mà trèo lên phía trên. Tôi quay sang nhìn Vương Tiên Giao ở bên cạnh, thấy cô nàng cũng giống như tôi đang mở hết to mắt ra nhìn, cơ mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên tột độ vì ánh lửa quá yếu ớt. Tường thông lên phía trên là nhỏ hẹp, chúng tôi thì chỉ có thể nhìn thấy tôm kim quyên đang dần dần trèo lên cao, còn cụ thể cậu ta đang làm gì thì không thể biết được. Sau đó cả hai chân thả co lên phía trên, tôm kim quyên hoàn toàn biến mất, chẳng còn bóng dáng. Ánh sáng lại một nửa lần nữa gọi xuống từ nơi cửa hang. Khi chúng tôi đang cảm thấy kinh ngạc vì tôm kim quyên biến mất trong hang động, bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt tựa vào ánh sáng lập lè tỏ ra từ chiếc bật lửa. Tôi thấy khuôn mặt đó đen thui, thịt ở bên hai má nở toát ra từ bên trên có còn có thứ gì nhớp nhát nhỏ xuống, có mùi từng giọt vào vai tôi. Tôi đưa tay lên quẹt một cái rồi tôi nâng mũi thử, một thứ mùi hôi tanh nồng nặc lập tức truyền tới tôi bất giác. Hầm nghĩ chắc chắn tôm kiên quyên đã xảy ra chuyện, đã bị con quái vật này hại chết rồi. Thế là lập tức kêu một tiếng không hay rồi, sau đó dùng hết sức gọi tên cậu ta mấy lần, còn Phương Tiên Giao thì đã sợ hãi khóc hàng tiếng. Dùng đúng lúc này khuôn mặt kia chợt há miệng, thứ nhút nhát vừa rồi lập tức rơi xuống càng nhiều hơn. Tôi nghi ngờ con quái vật này từng tấn công chúng tôi, bèn chỉnh bị đề phòng, nhưng không ngờ âm thanh phát ra từ miệng nó là giọng của tôm kiên nguyên. Hai đứa các cậu kêu linh tinh cái gì thế hả? Làm tớ sợ giật mình, chờ tớ chết thật rồi hãy khóc. Bây giờ thì mau trèo lên trên này đi, có lẽ đây chính là con đường có thể đưa chúng ta ra ngoài đấy. Nào, tớ lấy một sợi dây thần đơn giản làm từ bayo và quần áo được tôm kiên quyên ném xuống. Tôi bước Phương Tiên Giao lên để cô nàng nắm chặt lấy sợi dây, sau đó từ từ trèo lên trên từng chút một. Cuối cùng tôm kiên quyên cũng chụp được tán cây của cô nàng rồi cố gắng hết sức kéo lên. Mà lúc này tôi mới phát hiện ra tay phải của mình không thể không bị gãy xương vừa rồi.
Vì quá đau nên mới tổn ngầm, liền phải lấy tay siết chặt sợi dây để hai người họ kéo lưng. Vì thì ra tại khoảng giữa cửa thang có một địa đạo bí ẩn, tướng biên giới không thể nào tìm thấy được. Vừa rồi khi con chim lớn kia xuất hiện rồi biến mất, tôi và tôn phương tinh giao đều không chú ý. Trong khi đó, tôn chuyên viên nhìn thấy khi sắp xuống tới gian phòng tá, con chim chụp đột ngột nghiêng người chui vào nơi này nên mới muốn trèo lên xem rốt cuộc ở đây có bí mật gì. Và bất ngờ phát hiện ra một địa đạo ở nơi ít ai ngờ tới. Tôi cất tiếng kêu đùa, tôm kim viên mặt cậu nằm sao thế? Lẽ nào bé con chim kia mổ chúng nên mới biến hằng máu thịt bầy nhầy? Vừa nãy tớ còn tưởng cậu là cương thi cơ. Tôm kim viên đưa tay lau mặt một cái bực nhọc, nói: tớ lên đây trước, quá là để làm bia đỡ cho bạn. Các cậu vừa mới chui vào đã bị ngã cắm mặt xuống đất, nếu chỉ là đất thôi thì còn đỡ, nhưng tớ nghĩ đây là phân chim của nó dính đầy đầu đầy mặt tớ, thật là ghê tởm quá đi mất. Tôi vừa cười vừa nói: con chim đó để quá, giúp chúng ta xong còn tồi cù lao nữa. Chính là bắt cậu dọn dẹp tấm phân của nó đấy. Tôn kiên viên giả bộ bực tức nói: tớ đã giúp cậu mà sao cậu không trả cù lao cho tớ, còn ở đây chọc tớ nữa. Có điều cậu phải cũng từng vui mừng quá sớm. Nó có thể giúp chúng ta hay không thì còn phải xét lại. Nếu không thể thoát khỏi ra ngoài đường hầm này, chúng ta chỉ còn cách ngồi ở đây chờ chết thôi. Lương khô đâu mất rồi? Nửa ngày chờ chưa ăn được gì tới tối, bụng quá đầu óc choáng váng. Ngồi đây mau đưa tàu ăn cho tớ nào, dù có chết tớ cũng phải có nằm một con ma no ở đây hậm thật quá. Phương Tiên Giao lắc đầu quay quẩy nói: tôm kiên quyên đừng lấy chiếc bao lô của mình, nói bây giờ dù cậu cho tớ vô một bát thịt rồi bắt tớ vào một nhà sĩ ăn, tớ cũng có thể ăn một cách ngon lành, vì phải ăn no rồi mới có sức nàng biệt lượt. Tớ có cảm giác khoảng đường mà chúng ta cần đi hãy còn ít xa. Tôi cũng cầm một chiếc bánh mì lên bẻ ra chia cho Phương Tiên Giao một nửa, sau đó nhìm nhìm nhai thầm hồi bắt đầu quan sát tình hình trong địa đạo này.